Bay trên mây thật tuyệt luôn nhỉ. Chúng mình sẽ có dịp đi thăm hành tinh quả bạn luôn nhỉ. Cảm ơn món quà của cậu bé hành tinh quả. Hoa băng cho chúng ta đôi cánh tuyệt thật. Ừ. Đố cậu bắt được tớ đấy. Cứ chờ đó xem con chạy đi đâu. Dành cho cậu đấy. Nhưng trước tiên cậu phải giải được câu đố này đã. Trong xa tưởng là mèo, lại gần hóa là chim. Ban ngày ngủ lim dim, ban đêm đình bắt chuột là con gì? Là con cú mèo. Đúng rồi, cậu cũng thông minh ra phết nhỉ. Yeah.
Giờ chúng mình cùng chơi nhé. Lông ơi, ở đây cơ mà. Quá, quả ngon quá. Bên đây nè Lông. Cậu chỉ được cái tham ăn. Chúng mình cùng chơi ghép hình nhé. Cậu nhìn tớ làm này. Tớ rất bụng quá, để tớ xoay nốt con cú mèo của cậu nha. Ôi, ôi, không được. Đầu thôi, Oh,
Khu rừng này là của ta.
Cậu có làm sao không? Chúng ta về thôi. Cậu có làm sao không? Chúng mình đi thôi. Nhanh lên nào. Nhanh lên nào. Hay nha. Cười cái gì? Đang đau lại còn. Lại đây tôi bảo. Để có cắt rồi. Bôi trơn lên người luôn. Thợ báo sẽ không túm được. Hỗ trợ cậu. Cậu ăn cái gì mà thông minh thế? Đi thôi. Chờ tớ với. Xấu xí kia, ngươi đang ở đâu? Có giỏi thì ra đây đấu với ta. Ngươi trốn đâu rồi? Ra đây mau lên. Ngươi trốn đâu? Loa loa loa, tên báo xấu xí kia. Loa loa loa, tên báo xấu xí kia. Mau ra đây đấu với ta. Đấu với ta. Ngươi trốn đâu rồi? Ra đây mau lên. Muốn gì? Nhanh lên, bôi thêm dầu cho tớ. Ở lưng. Được rồi, tớ sẽ cho nó biết tay. Oh.
Hello Bun, cậu định học chơi bowling đấy à? Hả? Chào Lu, tớ cũng định chơi vài set cho khỏe người mà. Trông cậu yếu xì như vậy, liệu có ôm nổi quả bóng không? Chứ đừng nói gì là ném nữa. Tớ sẽ cố gắng mà. Nhưng mà ném bowling cũng cần có sự khéo léo cậu nhỉ? Chứ không à? Cậu cứ thử nhìn tớ mà xem, vừa khỏe mạnh lại vừa khéo léo. Trông cậu khéo quá nhỉ. Cậu cứ đợi đấy, xem mai ném giỏi hơn ai. Thank you.
Đi đường thế à? Gì thế nhỉ? Đôi giày mới tinh. Đẹp thật. Sao thế nhỉ? Lạ nhỉ, cứ như là nó biết nhảy vậy. Cứ nghe thấy tiếng nhạc là nó tự nhún nhảy. À, một đôi giày biết nhảy. Tớ có thể nhảy được tất cả các loại nhạc, cậu xem nhá. Wow. Wow. Cậu có vẻ mệt rồi, đừng nhảy nữa. Tiếng nhạc, tớ không thể dừng được nữa. Tiếng nhạc. Kìa, tớ đã bảo cậu đừng nhảy nữa mà. Lu ơi Lu, cậu có sao không? Cậu phải tháo ngay đôi giày này ra. Được rồi, để tớ giúp cậu. Hai ba nào. Hai ba. Hai ý. Ây. Giúp tớ với Bun ơi. Được rồi, để tớ nghĩ cách đã nhé. Lại đây. Thế này nhé. Ý.
mệt quá. Bây giờ khỉ con biết cậu ở đâu mà mở nhạc nữa chứ. À. Lại tiếng nhạc. Giúp tôi dừng lại. Rồi, cậu phải nghe tớ. Chỉ có cách này mới thoát khỏi đôi giày này thôi. Đi. Đi. Mệt quá, mệt quá. Cố lên nào. Cố lên. Thành công rồi.